chào các bác nhé. Hôm nay mình sẽ test thử cái máy làm nũa Đông Trang. Đây là cái máy 750W nhé các bạn nhé. Nó có thông số ở đây 750W. Vòng tua của nó là 38.000, 3.800 đến 8.300 trên phút. Đây, hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn xem. Điện 220. Nó chạy bằng dòng điện 220V nhé. Có lớp nằm chặn. Nó có 6 cái lớp đề tốc, 6 công tắc. Chuyên tạo kẹo cho cây nhé. Tạo kẹo cho cây nhé. Máy này công suất lớn nên các bạn có làm rất là nhanh và hiệu quả nhé. Với cả nhà nhé, hôm nay nhà mình về rất là nhiều các keo liền sẹo như này. Đây là keo hũ lớn, hàng nổ Đài Loan nhé. Một hũ này của nó là 500g. Hôm nay mình sẽ test thử cho cả nhà xem nhé. Đây, đây là một cái cây vừa mới làm xong. Khi cây vừa mới làm xong thì nó vẫn còn rất là nhiều vết nhựa. Thì các bạn có thể lau cái nhựa, thấm cái nhựa đi nhé. Xong mình sẽ bôi keo vào, mình sẽ chét keo vào. Đây. Khi mua một lò keo như thế này, nó có các cái lắp bảo quản như này, các bạn có thể dùng chổi để bôi. Này, mình sẽ bóc thử này. Hơi nâu nhỉ. Đây, mình sẽ bôi thử cho các bạn xem nhé. Keo này nó là một dạng thể lỏng nên mình bôi rất là dễ dàng. Đấy, các bạn có thể bôi, nó đẩy sẹo, sẹo lồi rất là nhanh. Bạn nào có nhu cầu mua xỉ, mua lẻ về số lượng cứ inbox cho mình nhé. Một hũ này các bạn dùng được rất là nhiều, rất hiệu quả luôn. Chỉ tầm 2 tháng là các cái vết này nó sẽ đẩy mủ, đẩy sẹo lên, sẹo lồi. Đó, đây là mình chát thử nhé. Rồi, bác nào có nhu cầu cứ inbox về số lượng cho mình nhé.